Hello, xin chào cả nhà. Và lại một bước tiếp theo nữa mà em Hiền muốn hướng dẫn cho cả nhà mình, đó là bước click code nhé. Bước này hay chúng ta thường gọi là bước đan chéo chân. Chúng ta sẽ đan chéo hai chân lại với nhau. Trong bộ môn súc và đen thì bước này chúng ta cũng rất hay dùng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện bước này nhé. Nguyên tắc của bước này là khi chúng ta đứng, hai chân của chúng ta sẽ bằng vai. Hai chân của chúng ta sẽ bằng vai. Và khi mọi người nhớ cho em, trong bộ môn này chúng ta tiếp đất thì chúng ta sẽ tiếp đất chủ yếu bằng mũi chân nhé. Tức là chúng ta chỉ tiếp đất bằng nửa bàn chân phía mũi thôi. Nếu chúng ta tiếp đất bằng cả nguyên bàn chân thì cả cơ thể của chúng ta sẽ đổ về dưới bàn chân và cơ thể của chúng mình sẽ rất là nặng. Bước nhảy của chúng ta sẽ không nhẹ. Thứ hai nữa là khi chúng ta tiếp đất bằng nguyên một bàn chân thì thường thường chúng ta sẽ hay bị đau cái gan bàn chân này. Sẽ rất là đau cái gan bàn chân này nếu như chúng ta tiếp đất bằng nguyên cả bàn chân nhé. Vì thế muốn nhẹ và muốn đúng kỹ thuật và muốn chúng ta không bị đau thì chúng ta chỉ tiếp đất bằng nửa bàn chân cho em. Cố gắng tiếp đất bằng nửa bàn chân nhé. Mọi người nhớ giùm em. Trước khi chúng ta nhảy bước đan chéo chân thì chúng ta sẽ nhảy về vị trí ở giữa trung tâm. Hai chân của chúng ta sẽ bằng. Đây, chúng ta sẽ nhảy như thế này cho quen nhé. Cố gắng chúng ta tiếp đất bằng nửa bàn chân nhé. Mọi người cố gắng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho chân phải đan lên phía trước và chân trái chúng ta sẽ đan ở phía sau. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cho chân trái đan lên phía trước và chân phải sẽ đan ở phía sau. Chúng ta chuẩn bị nhé. Nào, một. Và tư thế của chúng ta, mọi người nhớ giùm em là hai chân của chúng ta này sẽ xéo như thế này. Nó giống như là một chữ V. Hoặc là chúng ta sẽ tưởng tượng như là dấu lớn và dấu bé đấy ạ. Đây, một nè. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chân trái đan lên phía trên nhé. Hai. Đấy. Nhớ là đầu gối của chúng mình sẽ trùng nhé. Chúng ta trùng gối xuống nhé. Và ba. Và bốn. Và năm. Và sáu. Và 7 và 8. Bước này của chúng ta sẽ hơi mệt và rất mỏi chân, cho nên chị em chúng mình cứ tập từ từ thôi nhé. Chúng ta tập mà mỗi ngày một chút và chúng ta nâng cao thể lực của mình dần lên. Em biết là chị em chúng mình khi mới tập thì sẽ rất là ham và sẽ rất là muốn tập nhiều để cho mình nhanh biết, nhanh giỏi. Nhưng mà chúng ta phải từ từ. Vì nếu mà chúng ta tập nhiều quá thì sẽ xảy ra trường hợp chúng ta sẽ rất là đau bắp chân. Nó là một cái trường hợp đau bình thường của một cái cơ thể mình khi mà mình bắt đầu mình thử sức với một cái loại vận động mới. Nhưng mà khi mà đau thì chị em chúng mình sẽ nản lòng và sẽ không tập được nữa. Cho nên là chúng ta sẽ từ từ. Khi chúng ta mới thì chúng ta sẽ tiếp cận và làm quen dần dần. Sau đó chúng ta sẽ nâng lên, nâng từ từ lên. Và khi mà chúng ta đã làm quen rồi, đã thích nghi rồi thì chúng ta sẽ tập nhiều được. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại nhé. Hai chân mở rộng bằng vai. Tiếp tục đan chân nhé. Một. Và hai. Và ba. Và bốn. Và năm. Và sáu. Và 7 và 8. Mỏi chân quá đúng không ạ? Bây giờ chúng ta nghỉ một xíu và chúng ta lại tiếp tục luyện hai chân mở rộng bằng vai. Tiếp tục đan chân nhé. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Tiếp tục đan chân nhé. 1 và 2 và
3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. Mỗi ngày chúng ta nhanh hơn một xíu và chúng ta có thể nhanh như vậy. Đấy. Khi quen rồi thì chúng ta sẽ nhanh được và chúng ta sẽ rất là giỏi. Em Hiền đã vừa hướng dẫn xong cho chị em chúng mình bước nhảy đan chéo chân rồi nhé. Chúc chị em chúng mình tập luyện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nhớ là có thắc mắc gì hãy comment phía bên dưới, em Hiền sẽ giải đáp cho mọi người. Xin chào.